Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tầm Đạo đây. Ok, nếu như anh em đang theo dõi thì mình có đang review cho anh em về cái bản Trung Quốc cách đây khéo tháng rồi. Có sự kiện nhận là trà, thế mà hôm nay về Việt Nam ảo ma Canada thực sự luôn. Rồi, đây là sinh nhật 1 tuổi. Đấy, anh em thấy chưa? Thế nhưng mà chả hiểu sao ở đây nó ghi là gì nhỉ? Fan tab được đấy, ghi là cái gì ta? Ủa, hôm nay lắm sự kiện lắm anh em. Lễ mừng nửa năm. Đúng rồi, mấy ông fan tab đỉnh thực sự luôn ạ. Đó số 1 đây, sinh nhật 1 năm ghi lễ mừng nửa năm. Hay, cơ bản là bên Việt Nam ý, ra mắt đâu đấy được nửa năm nhé. Yeah. Làm gì được nửa năm, 4-5 tháng đấy chứ nhỉ? À không, cũng phải được gần 6 tháng đấy. Ok, ở đây sự kiện điểm danh 7 ngày phát là chúng ta lụm được cái gì đấy? Ủa? Thế tưởng là nhận miễn phí Nacha. Nhận con lợn này à? À, để mình xem có sự kiện nào nhận được Nacha hay không nhá. 1 năm đồng hành. Dùng luôn. Đèn lồng các kiểu có đà điểu này. Rồi. Ok. Hàng ngày thì có cái gì? À, làm nhiệm vụ nhận đèn lồng. Tiếp tục là thu thập tiêu hao tiên ngọc. Cứ 100 tiên ngọc mua vật phẩm có xác suất nhận đèn lồng. Chặt cây. Ok đấy. À, ok. Ok, Phúc Nguyên này. Dùng tiếp. Nhận được khá tiên ngọc anh em nhỉ. Còn có cái gì nữa đây? Cái này là để làm gì? Thần thủy bản nguyên. Dùng nhận một trong ba loại thần thủy: nhật diệu, nguyệt hoa, tinh dập. Cái này để làm gì? Trong hoạt động. Một trong ba đạo cụ. Nuôi dưỡng cây bàn đào. Nuôi dưỡng cây bàn đào à? Em biết là nuôi dưỡng làm gì? À, hay ở đây có cây bàn đào. Chúng tiên điện xem nào. Chúng tiên điện. Căng ngậy. Đây là xếp hạng như ông Mạnh à? Ui, thiên đạo này. Level 1044 luôn. Là trời. Căng đét vậy trời. Nạp 3 thì cũng có nhận được này. Ok, tạm thời như thế cái đã. Đi tìm sự kiện nhưng có nhận được Nacha không nhỉ? Sao thì có Nacha đấy mà đích thấy có sự kiện điểm danh nhận được ta? Tầm bảo Long Cung. À, đây à? Nacha trong này à? Có không? Để mình xem ra nào, quà tích lũy đây ơi. 86 lần. Cái này nếu như anh em cứ mua full tiên ngọc là được ấy. Đây này. Chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được nha. Ôi, thế thì cũng không hẳn là nhận miễn phí đâu, mà phải đầu tư mỗi ngày tầm 1k tiên ngọc anh em nhé. 3 ngày 3k tiên ngọc thì chúng ta sẽ đủ lượt đấy. Theo như mình tính toán là như vậy. Rất nhiều sự kiện mình đã chơi rồi. Tăng cấp linh thú 3 lần này. Phúc địa thu thập của bản thân này. Ok. Wow. Tự động thuê. Thôi từ từ đã. Mình reset cái này cái đã anh em. Ồ, thu thập này. 2 này. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, tự động. Ok, thêm vẫn nữa đi sẵn. À, thử. Tầm bảo Long Cung. Nhiệm vụ. Đấy, nhận được ngay này. Tăng cấp linh thú 3 lần đúng không? Cái này đơn giản quá. Thêm một lần nữa. Xong. Đây. Nhiệm vụ. Nhận. Nào, ô này mình sẽ lựa chọn cái gì nhỉ? Cái chuông này để thu thập đủ kết đát kỷ. Tiên hữu mới à? 50 có thể kết hữu được phượng, cầu hoàng, ai chà bà. Căng nghệ. Để mình xem nào. Tiên hữu mới. Du ngoạn cái đã. Ok. Ok. Đát kỷ á? Nghe vẻ xịn xó bó đấy. Đát kỷ đâu? Đây. Căng nhờ. Phượng cầu hoàng này. Đát kỷ. Chà. Đát kỷ trông xịn nhỉ. Tăng sát thương cuối luôn này. HP nữa. Sát thương cuối. Thế còn phượng cầu hoàng là cái gì? Cũng tăng sát thương cuối và HP. Ủa? Áo ma Canada vậy. Để mình xem skin nữa. Hình như có luôn skin của hai em đấy sao. À, mình cứ mở kích hoạt cái này đã nhỉ. Ôi, thế là trong sự kiện lần này mình có thể nhận được free 2 skin đấy. Không hẳn là free nhưng mà có thể nhận được 2 skin nha anh em. Wow. Xịn sò con bò luôn. Quá, nó chưa cập nhật skin Nacha trong này nốt này anh em này. À đây. Thế này. Ngon. Perfect. Đây rồi.
tầm bảo 10 lần. Chọn quà hiếm, quên. Đắt kỷ đi. Tầm bảo. Ê, giao diện hay phết nhở. Ok. Rồi. Nụ luôn. Wow. Hoạt ảnh khá là đẹp. Nacha dùng cái vòng kim cô. À, cái gì nhở? Cái này gọi là bánh xe. Cái vòng của Nacha gọi là cái gì nhở? Bánh xe phong hỏa đúng không anh em? Đó. Trời ơi. Em hơi lâu nha. Rồi, giờ có thể x10 được rồi này. Đó. Xịn sò luôn anh em. Ui giời ơi. Ui giời ơi. 1 4 cái nữa này. Toàn tầng dưới này vậy. Ok, hết rồi. Thế là được 20 lần. 56 lần tìm được 86 lần thì khéo phải nạp rồi. Mình tính sai à? Rõ là cái skin Nacha này hôm nay xong mấy ngày nhỉ? Mùng 1 tháng 8 đến mùng 3. 0 giờ ngày mùng 3. Thế mỗi ngày mà mình làm được có 20, 20 thì nhân 3 là 60. Thế là lấy được mốc 56 thôi à? Vãi nồi. Mốc 86 này thì thôi xong. Anh em phải nạp rồi. Thế là phải nạp rồi anh em ạ. Cay thế nhở? Thế là cú thật chứ. Mình cứ tưởng là nhận free nhưng không ngờ nó lại không free anh em ạ. Rồi. 22. 3 ngày là 66. 66 thiếu 20 lần nữa cơ. 20 lần nữa thì trong gói hạn giờ này. Vãi nồi. 25k được 2 cái này. 3 ngày chia cho 3 ngày đúng không? Ôi. Tốn đâu đó tầm 300 nữa anh em ạ. 300, 120, 306, 309, 400 thì mới có thể sở hữu được cái skin Nacha. Nhật 150 vẫn cần hút. Cố mà hút đi. Cái gì đấy? Nacha náo hải. Ô, hoạt động này là cái gì ấy? Vào hoạt động xem thử tí nhờ. Rồi, có sự kiện mới. Náo hải. À, giống như cái sự kiện lần trước mình chơi rồi. Ok luôn. Cái gì đấy? Có thể chia tiềm năng. Choáng bạo kích. Liên kích. Ảo nhờ. Sao lại có điểm tiềm năng à? Còn điểm tiềm năng chưa chia này. Đâu? Bạo kích 5 điểm. Chơi liên kích bạo kích đi. Rồi, bạo kích này. Mày này. 5 quả đào. Bên trên này à? Ồ, không ổn rồi, phải đi vòng qua đây à? Ừ, bên này có đường rồi anh em ạ. Nhưng mà cay mỗi sự kiện lần này là nó không tặng free cho skin Nacha nhỉ anh em nhỉ? Cú vai, nhận được mỗi skin con heo. Rồi, múc vào luôn đi. Ôi, nhìn skin Nacha đẹp thế mà nó cay thực sự. Rồi luôn. Không biết có khi nào đến gần cuối sự kiện rồi nó giống như kiểu là đường tam ấy nhở, nó tặng free luôn đấy, không liên kết nữa là nó tặng free luôn. Các anh em nông dân cấy chay thì chờ đến ngày đấy nhá. Ok, ok luôn. Ui xô, tàu phết đấy. Còn điểm tiềm năng chưa chia này, bạo kích cứ tăng lên đi. Nãy giờ là mình thấy cái chỉ số bạo kích nó chưa ổn lắm. Cộng được 5 điểm bạo kích nhưng mà đánh chả thấy bạo kích tí nào. Rồi. Ôi, khỏe thế. Cái này là cái gì? À, con này phải thả diều anh em ạ. Mày này. Mày này. Hồ ngon. Phát cuối là bạo kích anh em ơi. Ồ, ok. Thêm tí bạo kích nữa xem nào. Bạo kích 25%. Xuống dưới. Giải cứu một đồng đội á. Sao con lợn này nằm ở đây? Ủa vậy. Ok.
Ok. À, có đồng đội đi cùng anh em ạ. Ừ, được, hợp lý này. Ây à, sao gì chứ? Ủa, thế bọn này đánh khỏe hơn rồi nha anh em. Nancha của mình bắt đầu thấy mất HP đấy. Đây rồi. Bỏ con này nó cũng đánh xa luôn đấy. Ừ, đấy, bây giờ mình bắt đầu thấy chỉ số bạo kích lên dần đều anh em nhá. Đó. Thỉnh thoảng có tí bạo kích chứ. Đây rồi, đúng tụm lại nào. Bạo kích đi. Tiếp tục là tăng vào bạo kích. Đấy, bạo kích nhiều hơn tí rồi anh em ạ. Thêm cái hoạt động này thì cứ bạo kích cho sướng. Rồi. Trên này có tiếp này. Có 100% này là cái gì đấy? Tăng cấp hả? Ôi, cộng được 20 điểm luôn này. Mắc luôn rồi. Tiêu diệt tiếp cái địch đi. Đấy rồi. Bạo không? Đấy, bạo liên tục. Liên tục luôn. Nhận luôn này. Rồi, đâu. Ui. Bốn này. Nhưng mà có bảo kích đánh nhanh hơn rồi anh em ơi. Mày này. Dễ ngay. Cứu điểm. Mở khóa thành công. Không biết là có giải cứu. Đây rồi, mình biết ngay mà. Cứ mở khóa cứu điểm là giải cứu thêm một đồng đội nữa mà. Xịn xò có bò luôn. Đâu. Úi xồi, bọn này chắc giờ đánh dễ rồi anh em ơi. Thành tựu nhận thưởng này. Ở đây thì mình sẽ cộng. Hết rồi à? Bây giờ không thấy có. Đây này, con điểm tiềm năng chưa cộng này đấy. Cứ liên kích bạo kích mà chơi thôi. Túm tụm lại đây. Con quái đánh đau phết anh em ạ. Nào, lại đây tiếp. Rồi. Được cái sự kiện này thì mình sẽ kiếm thêm được một chút đào, chút bình. Nó không có gì đặc sắc lắm, nhìn chung là cứ phải làm một tí thì nó mới ngon được anh em ạ. Nó là như vậy. Rồi anh em nào có điều kiện thì cứ nạp ủng hộ nhà phát hành duy trì game cái nhá. Yeah. Liên kích cộng thêm 5 điểm nữa. Ô mấy con này bắt đầu trâu hơn rồi anh em nhé. Trâu hơn rồi đấy. Cái map này nó cứ quanh đi quẩn lại chỉ có này ấy nhỉ. Múc mày luôn này. Không biết đến bao giờ mới xong rồi. Tiếp tục. Ba yêu vương. Đánh nó đi. Đánh nó đi. Rồi. Wow. Mình thử cái quả sát thương đến từ cái vòng kia mà cũng thốn đấy anh em ạ. Không đùa được. Tao phết. Ơ, giải cứu thêm đứa nào nữa đấy. Cá à. Thế còn khỉ với cả gấu nữa cơ. Thốn vậy. Tiếp tục xem nào. Ơ, nhưng mà được cái sự kiện này mình không thấy nó giới hạn ngày nhỉ. Lần trước là nó phải giới hạn ngày. Ví dụ như ngày hôm nay nó chỉ mở cái ải bao nhiêu thôi. Lần này là cứ thấy đi liên tử tội luôn á. Rồi. Còn điểm tiềm năng chưa cộng này. Cộng nốt. Liên kích với bạo kích mình chơi đấy. Đấy rồi. U là trời. Thốn. Lâu quá. Ok. Đấy, có bảo kích cái đi đánh dễ hơn, nhanh hơn đấy anh em ạ. Thì trong tất cả những cái chỉ số đấy thì mình khuyên anh em nên cộng vào bảo kích với cả liên kích. Đấy, anh em thấy không? Ngon này ngay. Đây. Né này, chuẩn bị né này. Đỏ này sát thương to lắm. Cảm giác là bắt đầu ấy rồi anh em ạ. À đây này. 15 tiếng sau mới mở khóa trận 4 này anh em này. Đấy. Mình cứ tưởng nó lại
không yêu cầu thời gian, nó ra là nó vẫn yêu cầu thời gian anh em nhá. Na Cha Náo Hải này, ok, 1 năm đồng hành này, tiếp tục này, rồi mình xin luôn này, hàng ngày này, nhận luôn này, tiếp tục, ok, xong. Hết nhiệm vụ chưa nhở? Còn cái gì nữa không? Điểm danh 7 ngày. Ngày thứ 7 nhận được cái gì đây? Dương này là dương gì? Ai chả được ấy. Này thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn cái thần thông rồi anh em ơi. Đang thiếu thần thông thì tội gì mà không lựa chọn thần thông. Tinh quái ngẫu nhiên. Hy vọng là ra một em xịn tò con bò. Hết chưa? Hôm nay có đại hội luyện khí à? Đại hội luyện khí này chắc chắn là nhờ vợ mình cho mình đích cái chơi như này. Vợ mình chơi thì căng thẳng lắm, giỏi lắm. Ôi rồi luôn. Tầm bảo Long Cung hết rồi. Thế thôi, nhìn chung hôm nay sự kiện tuần mới cứ tưởng là ngon nhưng mà nhận được mỗi skin này là ok. Còn lại thì hơi cúi bắp, cứ tưởng là cho free Nacha thì vui, còn không cho là thôi. Ôi, chào anh em nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. À mà nhá, có cái background mới đẹp như thế, hôm qua mình phải thức khuya. Hôm trước, không phải hôm qua, hôm kia, thức 3 tiếng đồng hồ vẽ viết các kiểu ra như này. Ê mà anh em không thấy một ai khen gì, lỗi thực sự luôn.